Bạn đang làm một sale bất động sản, bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, hay là bạn đang loay hoay không biết làm thế nào để chốt được deal với khách hàng? Xin chào bạn, tôi tên là Trần Quốc Hoàn, tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, và trong quá trình làm việc 10 năm của mình cũng rất nhiều thời gian, rất nhiều tình huống tôi đang mắc phải như bạn lúc này. Và để khắc phục cái tình trạng đó, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn quy trình bán hàng 7 bước bản thân tôi cũng đang áp dụng và tôi thấy rất hiệu quả. Tôi chắc chắn rằng rất ít bạn đang xem video này, bạn làm đủ cái quy trình 7 bước đó. Vì vậy bạn hãy lắng nghe, bạn xem mình đã làm được bao nhiêu bước. Và rất mong những kiến thức tôi chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn để công việc của bạn trở nên tốt hơn, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ok. Quy trình bán hàng 7 bước bao gồm: biết, thích, tin, trải nghiệm, mua, mua lại và giới thiệu. Thì có bước 1, 2, 3 tôi đã giới thiệu cho bạn ở một video trước. Nếu như bạn đã xem video của tôi rồi thì bạn có thể xem ở bước 4 đến bước 7. Còn nếu bạn nào chưa xem thì ok, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bước đầu tiên là biết. Để khách hàng mua hàng của bạn, để khách hàng gọi điện cho bạn thì tất nhiên rồi, khách hàng phải biết bạn, phải nhìn thấy bạn. Vậy làm thế nào để khách hàng biết bạn? Thì trong marketing bất động sản sẽ chia làm hai phần. Thứ nhất là online, thứ hai là offline. Thì trong buổi hôm nay tôi sẽ không đề cập với bạn đến vấn đề offline, mà tôi sẽ đi sâu hơn bạn vấn đề online. Tại sao lại như thế? Bởi vì trải qua năm 2021, hành vi của con người đã thay đổi quá nhiều. Chúng ta ngày càng phụ thuộc hơn vào Internet. Và trên thực tế, tất cả khách hàng mua bất động sản liên hệ với bạn thì phải đến 7, 8, 90% là sẽ liên hệ với bạn qua online. Trước khi khách hàng gọi điện cho bạn thì chắc chắn là khách hàng đã nhìn thấy bạn, đã tìm hiểu bạn rồi. Với cái tư duy khách hàng xuất hiện ở đâu, bạn phải xuất hiện ở đó. Thì trên Internet khách hàng xuất hiện ở đâu? Bạn có biết không ạ? Rồi, chắc chắn bạn cũng sẽ biết rồi. Một là Facebook, hai là YouTube, ba Zalo, bốn TikTok, năm Twitter, rồi 6, 7, 8, 9, còn rất nhiều những nền tảng. Ví dụ như ở trên Facebook hoặc trên Zalo, bạn có thể chia sẻ những cái thông tin ở trên trang cá nhân của mình, trên fanpage của mình. Và trong tất cả các nền tảng, tôi đặc biệt chú trọng đến bạn là kênh YouTube. Tại sao không phải là Facebook? Bạn có thắc mắc không ạ? Tôi, bạn và rất nhiều người trong chúng ta là một ngày chúng ta dành thời gian rất là nhiều cho Facebook. Khách hàng xuất hiện nhiều nhất ở trên Facebook, nhưng mà tại sao không là Facebook? Thì bản thân tôi có mấy lý do như này. Một là cái việc sắp xếp dữ liệu của Facebook nó cực kỳ lộn xộn, mỗi khi bạn muốn tìm lại thông tin cũ thì gần như bạn không thể tìm nổi. Yếu tố thứ hai là trong tất cả những nền tảng để làm video thì chắc chắn rồi, YouTube nó là số 1. Và yếu tố thứ ba là yếu tố quan trọng nhất này, là video nó truyền tải nhiều thông tin nhất, nó đưa được nhiều cảm xúc nhất và nó dễ chạm đến trái tim bạn nhất. Tôi muốn bạn chú trọng đến kênh YouTube và hãy xây dựng thật nhiều video về bạn ở trên đó. Ok. Bước 1 là biết. Bây giờ bước thứ 2 là thích. Vậy làm thế nào để khách hàng thích bạn? Bạn có cái điều gì để khách hàng thích bạn? Đó, bạn suy nghĩ đi ạ. Và rất nhiều bạn, có thể mỗi người chúng ta có một phương án khác nhau. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái cách mà bản thân tôi làm, tôi thấy có hiệu quả nhất. Đó là gì? Đó là để khách hàng thích bạn, bạn hãy trao cho khách hàng giá trị. Trao bằng cách nào? Ví dụ như khách hàng của bạn là những người mua ở, thì thông thường những khách hàng mua ở thì người ta rất ít giao dịch và người ta chưa nắm được cái quy trình giao dịch. Bạn có thể chia sẻ cho khách hàng là cái thứ nhất là cái quy trình tìm hiểu dự án, cái quy trình giao dịch và những cái điều lưu ý tránh rủi ro về pháp lý, những cái kiến thức chuyên môn của bạn. Hoặc là đối với khách hàng đầu tư thì bạn có thể chia sẻ cho họ sản phẩm đầu tư, kênh đầu tư, thị trường đầu tư hoặc là các cái thông tin về thị trường bất động sản. Mỗi khi khách hàng xem video của bạn, hãy để họ cảm nhận thấy, họ nhận được một cái giá trị nào đó, thì khi đó chắc chắn khách hàng sẽ thích bạn. Bước thứ nhất là biết, thứ hai là thích, bây giờ bước thứ ba là tin. Vậy làm thế nào để khách hàng tin bạn? Một vài cái video bạn chia sẻ ở bước 1, bước 2 thì chắc chắn khách hàng chưa thể tin bạn. Vì thế là bạn hãy làm thật nhiều video, hãy xuất hiện thường xuyên trước mặt khách hàng và hãy trao cho khách hàng những giá trị. Thì lâu ngày thì khách hàng nhìn bạn thì thành quen thôi. Và khi họ nhận được nhiều giá trị, họ sẽ tin bạn. Đó là cái thứ nhất. Việc thứ hai để khách hàng tin bạn thì tất cả những video bạn làm thì bạn phải có chiến lược và bạn phải có lộ trình. Và bạn hãy sắp xếp cho khách hàng xem video của bạn theo một cái lộ trình mà bạn mong muốn. Bạn hãy cho khách hàng cảm nhận được bạn là một chuyên gia ở trong lĩnh vực của mình. Để cho khách hàng tin nữa, bạn hãy làm những video đánh giá, những video nhận xét về những khách hàng cũ của bạn. Những cái video như thế cực kỳ hữu ích. Một, biết rồi. Hai, thích rồi. Ba, tin rồi. Và đến khi khách hàng có nhu cầu, chắc chắn khách hàng sẽ alo cho bạn. Và bây giờ đến bước thứ tư là hãy đưa khách hàng đến hành trình trải nghiệm của bạn.
cái trải nghiệm đầu tiên là gì? Tất nhiên rồi, đó là trải nghiệm về sản phẩm của bạn bán. Trong cái lộ trình mà bạn giới thiệu cho khách hàng, bạn cũng phải xây dựng cho khách hàng một cái lộ trình. Bạn nên biết giới thiệu cái thông tin nào trước, cái điều gì là lợi thế, cái gì dễ gây được cảm xúc cho khách hàng nhất. Trải nghiệm thứ hai là trải nghiệm về chủ đầu tư. Khách hàng sẽ tìm hiểu xem chủ đầu tư của bạn có uy tín không, có ok không. Và cái trải nghiệm thứ ba cũng là cực kỳ quan trọng, đó chính là trải nghiệm về bản thân bạn. Trên video bạn nói rất là hay rồi, bạn cũng đã trao rất nhiều kiến thức rồi, nhưng mà thực tế khi gặp bạn, bạn có làm khách hàng đủ tin tưởng không? Và những giá trị khi bạn gặp khách hàng trực tiếp, nó có đủ lớn để khách hàng lựa chọn bạn không? Thì ba cái trải nghiệm này đặc biệt bạn phải chú ý. Và bạn nhớ nhé, hãy sắp xếp theo một cái lộ trình cụ thể. Khách hàng trải qua bước 4 ok rồi, đi qua hành trình trải nghiệm của bạn ok rồi, và bây giờ nếu như khách hàng có nhu cầu thực thì chắc chắn họ sẽ mua, và chắc chắn khách hàng sẽ mua của bạn. Đó là bước thứ 5, khách hàng mua. Và thông thường gần như tất cả môi giới chúng ta đều dừng lại ở bước 5 này. Khách hàng mua xong là xong, bạn cầm tiền môi giới rồi, dùng đùi ngồi. Đó, bạn là khách hàng thì bây giờ đường ngay đấy đi, đúng không? Giao dịch xong rồi mà, cũng chẳng còn liên quan gì. Như bạn biết đấy, cuộc đời mỗi con người chúng ta chắc chắn là không phải chúng ta mua bất động sản một lần, mà chúng ta sẽ phải mua rất nhiều lần, sẽ mua đi bán lại rất nhiều lần. Vậy sau bước 5 là gì? Sau bước 5 là bạn phải luôn đồng hành cùng khách hàng, luôn ở bên hỗ trợ cho khách hàng và luôn trao cho khách hàng những cái thông tin có ích. Để làm gì ạ? Để khi khách hàng phát sinh có nhu cầu, alo Hoàn à, anh muốn bán căn chung cư để anh mua căn biệt thự. Đó, bạn hãy làm cho khách hàng là người đầu tiên, và hãy làm cho bạn là người duy nhất để khách hàng nghĩ đến. Nếu bạn làm được như thế thì là quá tuyệt vời rồi. Đó là nội dung của bước 6, là khách hàng mua lại. Tôi nhắc lại, bạn hãy làm cho khách hàng nghĩ đến bạn là người đầu tiên và bạn là người duy nhất để khách hàng nhớ đến mỗi khi khách hàng có nhu cầu về bất động sản. Ok. Bước cuối cùng, bước 7 là giới thiệu. Khách hàng của bạn là người có tiền, và chắc chắn rồi, anh em họ hàng, bạn bè đồng nghiệp, những người mà khách hàng của bạn chơi với họ, thì chắc chắn những con người đó sẽ có những cái đặc điểm giống nhau, có cái nhu cầu giống nhau, và có những cái tài chính nó sẽ tương đương nhau. Bây giờ bạn làm gì ạ? Hãy làm cho khách hàng của bạn cảm thấy tự hào mỗi khi bạn của họ có nhu cầu. Đó, đây này, anh có thằng Hoàn nó rất đáng tin cậy, số của nó đây, em hãy gọi cho nó đây, hỏi nó thông tin để tham khảo. Anh làm việc với nó cảm thấy rất ok. Chỉ cần khách hàng của bạn nói với bạn của họ một câu đó thôi, thì bạn đã bỏ đi qua được 4 bước rồi. 1, 2, 3, 4, đến bước thứ 5 là mua luôn rồi. Bạn có thể bán luôn được cho khách hàng đó thôi. Đó, bạn có thấy tuyệt vời không ạ? Và khi đó cái chi phí truyền thông của bạn là không đồng. Ok, trên đây tôi đã chia sẻ cho bạn quy trình bán hàng 7 bước. Và chắc chắn rồi, rất ít bạn đang theo dõi video này, chúng ta làm đủ 7 bước như trên. Và rất mong những cái thông tin, những cái kiến thức ngày hôm nay tôi chia sẻ, nó sẽ giúp ích được cho bạn, nó sẽ thay đổi được cái cách làm việc của bạn, làm sao cho nó khoa học hơn và hiệu quả hơn, đặc biệt là nó bền vững hơn, và cái quan trọng hơn là tối giản chi phí hơn. Và nếu bạn thấy những kiến thức của tôi chia sẻ hay và ý nghĩa, rất mong bạn sẽ chia sẻ video này để nhiều người hơn được tiếp cận với nó. Và bây giờ để tiếp tục, bạn có thể theo dõi tiếp các video khác của tôi ở bên phải màn hình của bạn hoặc bên trái màn hình của bạn. Và đừng quên nhớ subscribe kênh YouTube của tôi, bởi vì tôi sẽ còn rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều bài học và rất nhiều những kiến thức để chia sẻ cho bạn ở những video tiếp theo. Ok, chúc bạn thành công.